Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với clip của mình. Và đến với clip hôm nay thì tôi sẽ vào show cho anh em xem một số arc CM Liên Quân và với file khá là ok. Đến với arc đầu tiên thì arc Android nha anh em nhé. Giá thì có hơn 1 triệu xíu thôi, 1 triệu mốt 50, tôi bán hộ thằng của em tôi thôi. Đồ đạc thì cũng đủ cho anh em chưa, em vào 92. Thì không nhìn nhằng nữa, tôi sẽ vào show luôn cho anh em xem. Đây có vòng Akachan này, rồi một khẩu lục của Transformer, một cái rìu nữa, bom bíp rất là ok. Đấy, kho súng này. Nói chung là đồ đạc thì đủ anh em chơi, full 3 vòng. Rồi, phòng M4 chan thì cũng full rồi anh em ạ. Và có một số skin thôi. Skin màu vàng đẹp này thì chưa có này anh em. Rồi M451 kit này. Khẩu này là bên CM rất là mạnh anh em nhé. Đấy, M4 quái thú các thứ. Hai vòng 3 Z-bon kit thì nói chung là cũng full được 3 vòng cơ bản thôi. Để tôi xem có skin chưa. Rồi, chưa có skin súng của 3 Z-bon kit anh em ạ. 3 Z-out thì có skin rồi. Và đây, cái cây 3 Z này thì tôi cũng chả biết là cái 3 Z gì, nhưng mà skin nhìn rất là đẹp anh em ạ. Anh em nào biết tên thì inbox ở bên dưới comment cho tôi nha. Đấy, rồi súng DIE 6 lòng A12 này, Never 1, Never 2. Cận chiến này rất là chất luôn. Felix Von Beat rồi sẻng này. Rồi đồ long đao. Đấy, và ở dưới này là một số súng này. Mấy cái súng AK Von Beat với lại M4 Fake này thì anh em nào cứ làm đầy đủ nhiệm vụ là được. K98 khẩu AK dính rất là đẹp. Nói chung súng tím các thứ rất là nhiều. Sẻng này. Đây. Rất là nhiều súng hay bên CM được cái nên rất là nhiều súng hay anh em ạ. Cây đàn này. Đấy và súng tím nữa. Rồi đỏ ngọc cũng đi các kiểu. Rồi tôi sẽ vào sâu phần nhân vật đi. Nhân vật thì có nhân vật và có gốt anh em nhé. Đấy, ạc rất là ạ. Rất là ngon luôn. Đi được hai con ốt, con gốt luôn. Rồi tiếp tục sẽ đến với một số arc free fire. Rồi tiếp tục đến với một arc free fire dành cho anh em nào ít tiền thôi. Giá thì có hơn 100k thôi, cũng mua được 21 TBC rồi. Đây anh em nhé. Level 61. Rồi tôi sẽ vào sâu phần nhân vật thôi. Alok level 8 này. Chúng có hơn 100k rất là ok. Nhân vật cũng khá là đầy đủ arc lập từ thời đầu đấy anh em ạ. Nhưng mà cũng đồ đạc thì cũng vừa đủ anh em chơi thôi. Hơn 100k này. Có thích khách hạc long. Ở bên dưới nó đồ lữ đi anh em nhé. Đồ lữ thì nhiều hơn đồ lam. Áo trẻ trâu này. Ở bên dưới là đồ lữ nha anh em. Thì hơn 100k thì đồ đạc cũng vừa đủ anh em chơi thôi. Có nhận cả thẻ cào luôn cho anh em. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu phần trợ thủ cho anh em xem luôn. Đây trợ thủ đây anh em ạ. Nói chung là mua cũng khá là nhiều rồi. Tiếp tục đến với bộ sưu tập đi. Một số skin hành động này. Thì cũng khá là nhiều. Ba lô. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào xem cái vũ khí cho anh em xem nhé. Thì nói chung là có hơn 100k thôi. Có M4 vỏ cạp này. AK lửa đỏ cũng rất là ngon nhé. Tâm sát thương 2 và tầm xa này. Rồi Ska thì có Ska công nghệ vàng và chuẩn bị mùa đông. Rồi M249 này. Rồi và mát mát cà rồng. Cái khẩu mới này đã là quay ra vĩnh viễn anh em nhé. Cũng rất là hê. Quay có 1 phát hay 2 phát gì ra. AL94 các thứ. Rồi UMP này. Một V5 màu hồng VSS. MP40 thì có skin năm mới đó. Nói chung là skin súng vừa đủ anh em chơi. Skin súng thì
có ấy. Bác này, ngắm thì có K98 thôi, một số súng lục cận chiến, lựu đạn nha anh em nhé, lựu đạn và bom keo. Rồi tiếp tục đến với một ạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với ạc FF tiếp theo. Ạc này thì level 63 này, ạc này cực kỳ ngon luôn. Mua thì chỉ được 4 mùa TVC thôi, nhưng mà đồ và skin súng rất là đủ dùng cho anh em. Giá thì có hơn 300k thôi, tôi sẽ vào sâu nhanh cho anh em xem này. Đây phần nhân vật nha anh em nhé, nói chung là cũng khá đầy đủ rồi, unlock các kiểu. Rồi tôi sẽ vào sâu luôn tủ đồ, cho đồ đạc thoải mái anh em dùng luôn, rất là nhiều đồ. Thích khách Hắc Long này, rồi ma búp bê này, chung là đồ ạc này rất là ok luôn, giá thì rất phải chăng cho anh em thôi, hơn 300k. Rồi có cả đạo sĩ vàng, rồi có cả băng chụp đêm nha anh em, đấy toàn đồ hot đó và giá có hơn 300k thôi. Skin súng cũng rất là nhiều luôn, đây thì tôi sẽ sâu qua rồi thì nó sẽ sâu skin súng cho anh em xem. Đấy đồ lam cực kỳ nhiều luôn, thoải mái đồ anh em chơi luôn. Chung là nếu mà giá tiền phải chăng thì phải rất là ok, từ đồ đạc đến skin súng. Đấy và những đồ chất này, ví dụ như khủng long gà cũng có nha anh em nhá, đã thủ bạc và cả đặng trích lam nữa. Rồi này khủng long băng giá này, chung là vài đồ thì rất là ok, chỉ thiếu quỷ thôi, còn đồ đạc rất là ngon anh em ạ. Hầu như những bộ hot ví dụ như là ma búp bê, rồi băng cướp đêm, khủng long, rồi bạo trích vàng. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ vào sâu phần tủ đồ lữ đi. Đấy đồ lữ rất là ok luôn, đấy cái bộ này cũng rất là hay này anh em, tôi chả biết là cái bộ này ở đâu cơ, bữa giờ sâu mới thấy. Đấy đồ lựa rất là nhiều cho anh em. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu phần trợ thủ cho anh em xem luôn. Trợ thủ thì cũng rất là ok nha anh em nhé, mở rất là nhiều rồi, mở rất là nhiều trợ thủ rồi. Tiếp tục đến với bộ sưu tập đi, đây một số skin hành động rồi. À, rất là ok luôn, hơn 300k nha anh em. Tiếp tục ba lô, phương tiện siêu xe các thứ có đầy đủ hết. Rồi tiếp tục quan trọng nhất là vào phần skin vũ khí cho anh em xem. 1451 rừng xanh, trong skin súng chỉ có 14 lễ hội, 1451 phép thuật, AK tử kỳ lân, AK công nghệ, 1416 pháo hạng, rồi báo sân 1. SK thì có SK thiên đường, chiến binh mùa đông, rồi đặc nhiệm. Gloria, M249 màu hồng này, pha mát macaron các thứ. X18 cũng có skin nha anh em nhé, M60 thì có M60 quái thú. Tiểu Liên cũng rất ok nhưng em nhé, UMB quái thú này, khẩu khá là mạnh này, MP5 rất bỏ cạp chứ, VSS vệ binh thiên hà này. Rồi MP40 thì có skin 5 mới nhưng em nhé, rồi cơ đỏ, chuồn na, Tita, B90. Quân thì có M1014 hàn băng và Pharaoh, Bác Halloween. Súng ngắm này, AWM ngày đỏ, một con khẩu ngày xưa vòng quay khá là đắt, K98, súng lục cận chiến này, lựu đạn này, bom keo nha anh em. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đến với bộ đạc liên quân. Rồi tiếp tục đến với bộ đạc liên quân nữa nha anh em nhé. Tướng thì có 99 tướng và 128 trang phục rồi. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Nói chung là này thì cũng hơn 300k thôi, giá rẻ mà rất là nhiều tướng và trang phục cho anh em chơi.
có hơn 300 ngàn thôi. Thì sẽ show qua một số cái nơi anh em nào mua thì inbox thôi nhé. Tôi sẽ chụp hình lại cho anh em xem cho nhanh, tại vì clip dài quá rồi anh em. Nói chung là cũng có nhiều skin rất là ok, dùng Việt các kiểu. Quy nên đặc công mạnh xà, nói chung là skin thì cũng vừa đủ thôi, 120 mấy trang phục, nhưng mà giá rất là phải chăng, có hơn 300k thôi. Đấy, thì anh em nào mua thì inbox thôi. Rồi tôi sẽ chụp lại cho anh em xem sau nhé. Nói chung là hạt cũng ok đấy. Ngọc thì cũng được bảng ngọc rất là đẹp. Đây, 78 bảng ngọc 90 gì đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua hạc thì inbox ra Zalo nhé. Tôi còn rất là nhiều hạc Free Fire và Liên Quân các thứ nữa thì không thể nào đăng clip được. Clip chỉ tầm hơn 10 phút là đã quá dài rồi. Anh em nào mua thì inbox, tôi sẽ gửi hình cho anh em xem. Anh em nhớ check kỹ số điện thoại đầu intro clip nha. Tạm biệt anh em.